Ở thời điểm cuối năm 2020, dù tọa lạc ở cách xa nội thành, nhưng xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh vẫn biết cách để mọi người phải nhớ đến. Đáng buồn thay, điều để lại ấn tượng lại là một xã được dân chơi Sài Gòn mệnh danh bằng cái tên chua chát, thủ phủ tệ nạn. Không vô cớ mà xã Tân Yên bị gọi như vậy. Sau những đồn đoán của dư luận, phóng viên quyết định vào cuộc, bóc tách từng mảng đen tối. Những thực trạng vi phạm pháp luật đã và đang tồn tại ngày đêm ở địa phương này. Sẽ thật khó chịu nếu bị ví von như thế. Vậy nhưng, từ bao năm nay, người dân xã Tân Kiên đã phải thừa nhận một cách ngán ngẩm rằng những con đường như Nguyễn Cửu Phú và đoạn đường quốc lộ 1A đi ngang qua địa phận xã Tân Kiên chính là những con đường kích dục. Ông Trần Hải, 61 tuổi, nhà ở đường quốc lộ 1A thẳng thắn. Tụi anh cứ đi dọc đường này đi, hai bên đường thuộc xã Tân Kiên nhan nhản quán cà phê đèn mờ kích dục. Nghe lời của ông Hải, chúng tôi thử khảo sát. Hóa ra, những gì mà ông Hải phản ánh là sự thật. Một mê hồn trận cà phê giúp đấng mày râu thỏa mãn sinh lý hiện ra khắp dọc đường. Bà Lê Thị Ánh, 53 tuổi, nhà ở đường Nguyễn Cửu Phú cũng bức xúc. Chính quyền địa phương làm ăn kiểu gì mà tình trạng cà phê núp bóng mại dâm tồn tại hết ngày này qua tháng nọ nhưng không xử lý. Nguyên con đường Nguyễn Cửu Phú, cả vài km, cứ một đoạn là có một điểm cà phê kích dục. Quả đúng là như vậy. Chúng tôi đã nhẩm đếm không dưới chục quán có hoạt động mại dâm trên tuyến đường ngắn này. Có thể kể tên các quán như Vivi, Như Quỳnh, 117. Cơ sở vật chất những địa chỉ trên khá tồi tàn. Tuy nhiên lúc nào cũng nườm nượp khách vào ra liên tục. Đấy là chưa kể có nhiều thời điểm những cô gái ăn bận, váy áo ngắn cũn cỡn như để khoe thân, ngồi trước quán như để chào mời khách, trông chẳng ra đâu vào đâu. Thế mà chính quyền địa phương hình như làm ngơ hoặc là biết mà không xử lý, khiến tình trạng này ngày càng phổ biến. Nhiều quán được mọc lên như nấm sau mưa. Tôi cảm thấy dị vì sống ở một con đường, một xã đầy rẫy những quán cà phê kích dục như thế này. Bà Huỳnh Lan Chi, 42 tuổi, nhà ở đường Nguyễn Cửu Phú than vãn. Một chiều đầu tháng 11, chúng tôi ghé đến quán cà phê ở địa chỉ 838 Nguyễn Cửu Phú với ý định để nghỉ ngơi. Lập tức, nữ nhân viên mặc như không mặc ra đến hỏi: "Anh có muốn massage không?" Theo đó, chỉ cần bỏ ra 200.000 đồng là có thể tận hưởng những sung sướng trong chốc lát trong sự phục vụ nhiệt tình của nhân viên. Còn nếu như từ chối việc kích dục, khách sẽ phải trả 20.000 đồng cho ly nước uống kèm theo một ánh mắt khó chịu, cái lườm nguýt của nhân viên. Chúng tôi đã khảo sát nhiều điểm quán cà phê ở xã Tân Kiên và nhận ra một sự thật sốc vô cùng. Đó là rất nhiều nơi có dịch vụ kích dục cho khách. Nếu như đường Nguyễn Cửu Phú và đoạn quốc lộ 1A đi ngang qua xã Tân Kiên nổi danh vì cà phê kích dục, thì cũng tại xã vùng ven thuộc huyện Bình Chánh này có đường Trần Đại Nghĩa được giới dân chơi kháo nhau rằng cung cấp đầy đủ dịch vụ mỗi khi muốn hưởng thụ khoái lạc. Theo như Trần Quang, 23 tuổi, nhà ở đường Hưng Nhơn, xã Tân Kiên thì nếu muốn từ A đến Z cứ ghé qua mấy điểm massage trên đường Trần Đại Nghĩa, muốn gì cũng được. Muốn sướng có sướng, muốn mệt có mệt, các em gái cung phụng hết nấc. Chàng trai này cũng chỉ điểm có hai địa chỉ massage ở Trần Đại Nghĩa mà nếu bỏ qua thì tiếc cả đời người. Đó là massage Cao Lầu ở A2 trên 19 đường Trần Đại Nghĩa và sông hơi xoa bóp phát tài ở B12 trên 5 Trần Đại Nghĩa. Hỏi lý do, Quang cho biết vì nữ nhân viên hai chỗ ấy chiều tới bến, muốn sao cũng được. Chúng tôi thử tiếp cận để điều tra và nhận thấy những thông tin dư luận bức xúc phản ánh cũng như dân chơi dỉ tai nhau là hoàn toàn có cơ sở. Chỉ cần bỏ vài trăm ngàn là có thể được đáp ứng về nhu cầu tình dục để thỏa mãn sinh lý. Một nữ tiếp viên của quán massage Cao Lầu hỏi chúng tôi: "Anh muốn sao nè?" Chúng tôi ngớ người dò hỏi: "Sao là sao?" "Anh chưa biết rõ, chưa quen lắm. Anh tưởng đi massage là để xông hơi, đấm bóp cho khỏe người." Nữ nhân viên này liền cười ha hả rồi bảo: "Đó là massage hai lúa. Ở đây massage hiện đại, anh muốn tới đâu em chiều tới đó. Có muốn đê mê không nè?" Rồi liếc mắt đầy tinh nghịch.
Nữ nhân viên này cũng lật bài ngửa khi cho biết ở đây nếu khách có nhu cầu đi tới Z thì cũng sẵn sàng phục vụ. Chúng tôi thắc mắc, vậy là ở đây có cả dịch vụ mại dâm ư? Nữ nhân viên tủm tỉm cười gật đầu. Chúng tôi tiếp tục lo ngại. Công an đến bất ngờ thì được trấn an. Không có đâu mà lo. Theo kế hoạch, Ủy ban Nhân dân thành phố xác định quan điểm thực hiện đồng bộ các biện pháp tuyên truyền, giáo dục, kinh tế xã hội, hành chính hình sự và các biện pháp khác trong phòng chống tệ nạn mại dâm nhằm bảo vệ thuần phong mỹ tục và truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, góp phần tăng cường trật tự an ninh xã hội, bảo vệ sức khỏe nhân dân, thúc đẩy tiến bộ xã hội, đồng thời lấy phòng ngừa là trọng tâm trong công tác phòng chống tệ nạn mại dâm, kết hợp với phòng chống tệ nạn mại dâm với phòng chống tệ nạn ma túy và phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS. Bên cạnh đó, phát huy tính chủ động, trách nhiệm của chính quyền, các tổ chức đoàn thể ở cơ sở trong công tác phòng chống mại dâm. Ủy ban Nhân dân TP.HCM cũng xác định mục đích nhằm tăng cường phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn mại dâm, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội và cộng đồng trong công tác phòng chống mại dâm. Tăng cường khả năng tiếp cận, sử dụng các dịch vụ xã hội để hòa nhập cộng đồng đối với người bán dâm. Đồng thời tăng cường các hoạt động phòng chống mại dâm nhằm giảm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến mại dâm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, hạn chế các ảnh hưởng do tệ nạn mại dâm gây ra đối với sự phát triển kinh tế xã hội. Ủy ban Nhân dân TP.HCM cũng yêu cầu phát huy tính chủ động, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp tham gia của các tổ chức đoàn thể ở cơ sở trong công tác phòng chống mại dâm. Kế hoạch phải được triển khai đồng bộ, hiệu quả, gắn với chức năng nhiệm vụ của từng sở ngành, cơ quan, đơn vị và phù hợp với đặc điểm tình hình của từng địa phương. Theo kế hoạch, Ủy ban Nhân dân TP.HCM xác định chỉ tiêu về thông tin về phòng chống mại dâm được đăng tải trên các phương tiện truyền thông báo chí của thành phố và trên các trang thông tin của các quận huyện, thành phố Thủ Đức ít nhất mỗi tháng một lần. Ít nhất 30% người lao động tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm. Người lao động trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, học sinh, sinh viên, các trường trung học phổ thông, cơ sở giáo dục, đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp được tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật, cung cấp thông tin kiến thức về phòng chống tệ nạn mại dâm. Đồng thời 100% tố giác, tin báo, khiếu nại hành vi vi phạm pháp luật về phòng chống mại dâm được tiếp nhận, xác minh, phân loại, xử lý kịp thời. Tổ chức kiểm tra ít nhất 20% số cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm trên địa bàn thành phố. Bên cạnh đó, 100% người bán dâm có nhu cầu và đủ điều kiện được tiếp cận, sử dụng các dịch vụ hỗ trợ xã hội, hòa nhập cộng đồng. 100% phường, xã, thị trấn tổ chức được ít nhất một hình thức tuyên truyền về phòng ngừa mại dâm và được duy trì thường xuyên. 100% quận huyện, thành phố Thủ Đức xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động phòng chống tệ nạn mại dâm năm 2022. Ngoài ra, ít nhất 50% quận huyện, thành phố Thủ Đức lồng ghép nhiệm vụ phòng chống tệ nạn mại dâm với việc thực hiện các chương trình phát triển kinh tế xã hội, các chương trình an sinh, trợ giúp xã hội, chương trình phòng chống ma túy, chương trình phòng chống HIV/AIDS. Ít nhất 5% quận huyện, thành phố Thủ Đức xây dựng triển khai mô hình thí điểm về phòng ngừa mại dâm, hỗ trợ can thiệp giảm hại phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, đảm bảo quyền của người lao động trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm, cung cấp dịch vụ hỗ trợ hòa nhập cộng đồng đối với người bán dâm. Ít nhất 30% đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ cấp thành phố, cấp huyện, xã, các cơ quan, tổ chức liên quan đến lĩnh vực phòng chống mại dâm được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ về công tác phòng chống mại dâm, thực hiện các can thiệp giảm hại, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng đối với người bán dâm. Quý vị và các bạn thân mến, năm 2018, trong những ngày theo chân đoàn kiểm tra liên ngành thành phố Hồ Chí Minh, ra quân truy quét hoạt động kinh doanh nhạy cảm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, hàng loạt những bí mật đằng sau hoạt động bia ôm đã được hé mở. Nhìn bên ngoài thì những nhà hàng ở khu vực trung tâm trông khá vắng khách, thậm chí chúng ta còn có thể gọi là ế. Tuy nhiên thì bước chân vào bên trong, mọi người không khỏi ngỡ ngàng khi nơi đây đúng chất là thiên đường ăn chơi, tụ điểm bia ôm
thực thụ. Lúc 22 giờ đêm, Sài Gòn hối hả đúng như nhịp sống sôi động vốn có của thành phố đầu tàu cả nước. Các hoạt động vui chơi giải trí cũng bắt đầu nhộn nhịp. Khách chơi bắt đầu đổ về các nhà hàng, tụ điểm giải trí để tìm cảm giác lạ. Lúc này tại trụ sở phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội PC64, Công an thành phố Hồ Chí Minh, các lực lượng như cảnh sát cơ động, đoàn liên ngành văn hóa xã hội thành phố Hồ Chí Minh cũng đã có mặt để chuẩn bị cho buổi kiểm tra theo kế hoạch. Khi mọi người đã có mặt đầy đủ, vị phó phòng PC65 làm trưởng đoàn kiểm tra ra lệnh xuất phát. Cả đoàn công tác khoảng 50 người lên xe máy cứ thế bám theo vị trưởng đoàn. Lúc này tại trụ sở phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội PC64 Công an thành phố Hồ Chí Minh, các lực lượng như cảnh sát cơ động, đoàn liên ngành văn hóa xã hội thành phố Hồ Chí Minh cũng đã có mặt để chuẩn bị cho buổi kiểm tra theo kế hoạch. Khi mọi người đã có mặt đầy đủ, vị phó phòng PC64 làm trưởng đoàn kiểm tra ra lệnh xuất phát. Cả đoàn công tác khoảng 50 người lên xe máy cứ thế bám theo vị trưởng đoàn. Đáng chú ý, mặc dù địa điểm kiểm tra tối nay khá gần với trụ sở PC64, chỉ cần đi đường thẳng đoạn khoảng 2 cây số là đến, nhưng ông trưởng đoàn không làm vậy mà đánh xe một vòng khá xa, được xem đây là nghiệp vụ trong việc đánh lừa những đối tượng theo dõi. Khi đến tụ điểm cần kiểm tra, tất cả mọi người được lệnh ập vào những phòng karaoke đang hoạt động. Một số trinh sát đi trước có nhiệm vụ khống chế lực lượng bảo vệ và quản lý nhằm tránh báo động lên các tầng trên. Các nữ tiếp viên cũng quá quen với hoạt động kiểm tra này, họ chỉ tháo chạy để né ống kính phóng viên. Điều bất ngờ là khi ập vào các phòng của nhà hàng, trên bàn chỉ vài dĩa trái cây, một chút thức ăn khô và vô số các lon bia, không có bất cứ món ăn gì khác. Đặc biệt, tại nhà hàng này không thể thiếu món đặc sản là những nữ tiếp viên ăn mặc hở hang. Nhiều cô không mặc nội y, chỉ khoác tấm áo rất mỏng ngồi tiếp bia với Thượng Đế. Qua làm việc, những tiếp viên này khai nhận không được chủ nhà hàng ký hợp đồng lao động và trả lương mà thu nhập dựa vào tiền boa của khách. Thậm chí, em nào chịu khó chiều khách, cho khách đi du lịch các vị trí trên cơ thể thì tiền boa càng nhiều. Chưa kể một số nhà hàng còn tạo điều kiện để tiếp viên đi khách với giá vài triệu đồng nhằm tăng thu nhập. Đáng chú ý, một luật ngầm ở các nhà hàng này là tiền bia ở đây khá đắt, khoảng 60.000 đồng một lon bia. Vậy nên khi khách vào ăn chơi, các tiếp viên phải làm đủ mọi cách để khui càng nhiều bia càng tốt. Đây là nguồn thu chủ yếu của nhà hàng. Cũng sau nhiều lần đến quán này tìm hiểu, tôi mới phát hiện ra rằng độc chiêu mà người chủ quán thể hiện ở đây chính là đội ngũ tiếp viên trẻ đẹp, trông còn vẻ ngây ngô, thậm chí là có em chân còn đóng phèn, nhưng đó lại chính là điểm mà các ông khách lấy làm thích thú. Loại thứ nhất là kiểu bia ôm nhẹ nhàng. Đại diện tiêu biểu cho kiểu bia ôm nhẹ nhàng hiện nay là quán TH, xin được giấu tên, nằm gần giao lộ Điện Biên Phủ, Cách mạng tháng 8, thuộc địa bàn quận 3. Quán này trông vẻ bên ngoài chẳng khác nào một quán nhậu bình thường, nhưng phía trên lầu lại là một thế giới khác. Ở đó các cô tiếp viên chẳng chịu xả láng, nhưng lại gây sự chú ý và thích thú với nhiều khách nhậu ở tuổi trung niên. Chính vì thế mà quán luôn đông nghẹt khách. Muốn nhậu trong phòng lạnh thì khách phải điện thoại đặt phòng trước. Nhiều lần đến quán này tìm hiểu, tôi mới phát hiện ra rằng độc chiêu mà chủ quán thể hiện ở đây chính là đội ngũ tiếp viên trẻ đẹp, trông còn vẻ ngây ngô, thậm chí có em chân còn đóng phèn, nhưng đó lại chính là điểm mà các ông khách lấy làm thích thú. Không chỉ có lợi thế về tiếp viên hai lúa, người quản lý của quán này còn khôn khéo khoác cho các tiếp viên chiếc áo sinh viên, học sinh để tăng thêm phần hấp dẫn. Để làm được việc này, quản lý xem em nào chân dài dễ thương thì là sinh viên trường du lịch điện ảnh, em nào cục tính ít nói thì trung cấp kế toán, trung cấp tin học, em nào ít chữ ngây ngô thì học viên trường bổ túc văn hóa, học viên trường dạy nghề. Sau khi gán ghép xong xuôi, các em cũng được đưa đi tiếp cận nơi trường tọa lạc, rồi được dạy dăm ba thuật ngữ về chuyên ngành. Thế là thành học sinh sinh viên. Để giữ áo trắng học trò, quán này không cho các em ngồi với khách, mà chỉ có đứng bên cạnh, và mức độ ôm cũng vừa phải nhẹ nhàng. Với những khách quá trớn, các em cũng được dạy cách từ chối khéo léo hoặc tỏ vẻ ngượng ngùng khó chịu của một cô gái từ quê lên thành phố học hành. Vì hoàn cảnh gia đình nghèo khó lắm mới cắn răng làm nghề tiếp viên quán nhậu.
Chính vì điều này đã làm không ít khách nhậu chẳng tiếc tiền boa và sẵn sàng chi thêm mỗi khi em cần tiền học phí, ba mẹ bị bệnh sửa chữa lại nhà. Tương tự quán BL nằm trên đường Kỳ Đồng và quán HI trên đường Lê Quý Đôn cũng thuộc địa bàn quận 3. Tiếp viên của các quán này không giả dạng sinh viên, chẳng kêu than kể khổ, cũng không ngồi với khách. Nhưng chỉ có chiêu nhỏ và xem ra cũng khá hiệu quả này là hay vô tình để lộ nhiều phần nhạy cảm trên cơ thể. Thi thoảng cũng để cho khách ôm ấp nhẹ nhàng. Đi ôm thuần túy, tức có tiếp viên ngồi phục vụ khách và phải thỏa mãn nhu cầu ôm. Quán loại này chiếm phần đông trong số quán bia ôm nói chung ở thành phố Hồ Chí Minh và khách phần lớn là những người mới bước vào con đường ăn nhậu tăng hai. Hiện tại ở nội thành thành phố Hồ Chí Minh, bia ôm thuần túy có mặt trên rất nhiều tuyến đường chính ở quận 1, quận 3, quận 5 như đường Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi, Hùng Vương, Điện Biên Phủ, Võ Thị Sáu. Nhưng chỉ có mỗi con đường mà khi nhắc đến giới ăn chơi ai cũng biết, đó chính là đường Trần Quang Khải, thuộc địa bàn quận 1. Con đường dài chỉ trên dưới 1 km, chạy dài từ đường Hai Bà Trưng đến Đinh Tiên Hoàng này lại có cả chục quán bia ôm, mà quán nào cũng có lượng tiếp viên đông đảo. Phương thức hoạt động tổ chức của các quán ở đây na ná như nhau. Quán nào cũng có vài ba má mì quản trên dưới 10 tiếp viên và tùy theo nhu cầu của khách thích tiếp viên theo gu kiểu đó. Trong số những quán nêu trên, có quán từng bị đóng cửa nhưng sau đó lại thay chủ rồi xin giấy phép mới và tiếp tục hoạt động bán bia ôm. Đặc biệt hầu hết các quán này chỉ đăng ký kinh doanh nhà hàng nhưng đều có karaoke và các tiếp viên chẳng ai có hợp đồng lao động. Thế nhưng chẳng hiểu vì sao mà các quán này vẫn tồn tại từ nhiều năm nay. Bia ôm quằn quại có ranh giới rất mong manh với tệ mại dâm. Đó là bia ôm theo kiểu nhà hàng Vân Nhi nằm trên địa bàn quận Phú Nhuận đã bị công an triệt phá. Các tiếp viên ở nhà hàng này không chỉ trần như nhậu mà còn có những màn biểu diễn thoát y rợn người mà chúng tôi không tiện kể ra đây. Sau khi ổ tệ nạn này bị triệt phá, đoàn kiểm tra liên ngành 814 các cấp trước đây và nay là đoàn kiểm tra liên ngành văn hóa xã hội cũng đã tiến hành kiểm tra và xử lý nhiều quán bia ôm có tiếp viên quậy tưng bừng như nhà hàng Thiên Thanh Hải, nhà hàng Hương Xuân đều ở quận Bình Thạnh nhưng cũng chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. Vì trên thực tế hiện nay, bia ôm quằn quại có dấu hiệu hoạt động trở lại. Nổi đình nổi đám trong số này là quán nhậu số 3, nằm trên đường Nơ Trang Long thuộc quận Bình Thạnh. Các tiếp viên ở đây sau khi đã ngà ngà say sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu của khách như nhảy múa, thoát y, biểu diễn những trò rung mình mà dân chơi hay gọi là múa lửa. Sau cùng nếu khách có nhu cầu mua dâm thì sẽ được quán bố trí phòng trên lầu với giá 300.000 đồng một lần. Như vậy là bia ôm đang trở thành điểm khởi đầu của mại dâm và rất cần lên án tẩy chay. Quý vị và các bạn thân mến, đã qua rồi cái thời tiền trao cháo múc. Vào năm 2014, hòa chung với nền kinh tế khó khăn, nhiều gái mại dâm đã sáng tạo ra một dịch vụ mới nhằm thu hút khách hàng và sẵn sàng chiều tới bến, kể cả đối với những người trong túi chỉ có vài đồng tiền lẻ. Đó là dịch vụ mại dâm trả góp, mỗi ngày góp một ít kèm theo khoản lãi suất nho nhỏ. Với 150.000 đồng là giá gốc ban đầu, người mua dâm phải đưa cho gái bán dâm số tiền thiếu lại từ 50 đến 100.000 đồng, được cho trả góp mỗi ngày cộng thêm phần lãi suất. Việc mua bán dâm trả góp có 102 này đã trở thành những câu chuyện bi hài. Và thông tin chi tiết về vụ việc này ra sao thì kính mời quý vị và các bạn sẽ cùng với Hồng Nhung đi sâu tìm hiểu trong chương trình ngay sau đây. Một nam thanh niên có nước da ngăm đen, quần sắn ống cao ống thấp, chân đi dép lê như những gã bụi đời. Rồi bước nhanh vào cửa hàng bán điện thoại di động KL, quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Với vẻ mặt bặm trợn, người thanh niên này bắt đầu móc trong túi ra chiếc thẻ nhớ điện thoại. Tay đặt thẻ lên bàn, miệng cứ mãi không ngừng nài nỉ, mong chủ tiệm mua giúp chiếc thẻ với giá chỉ 5.000 đồng. Cho rằng đang rất cần tiền và chỉ còn thiếu mỗi 5.000 đồng nên phải bán thẻ nhớ, thanh niên này miệng liên tục nói chuyện không ngừng, còn mắt thì cứ liếc ngang liếc dọc xung quanh. Biết rõ mồn một về con người này, chủ tiệm bán điện thoại từ chối việc mua thẻ nhớ, rồi cho chúng tôi biết. Tay này thường xuyên đi bán các đồ lặt vặt, gom đủ tiền để đi vui vẻ trả góp. Vì muốn hiểu rõ kiểu mua vui trả góp có 102 này, nên khi thanh niên này vừa rời tiệm, chúng tôi cùng bám sát theo. Được biết, anh tên là Phan Văn B, sinh năm 1977, ngụ quận 4. Trong vai là người cũng thích đi mua vui, nhưng thiếu điều kiện tài chính.
Chúng tôi nhờ B chỉ dẫn cách thức và giới thiệu nơi B thường lui tới mua dâm trả góp, như giúp anh em có cơ hội cũng được lên mây như B. Sau đó B không ngần ngại tiết lộ những thành tích đã trải qua về việc mua dâm và phương thức tính trả góp. Từ đây những thâm cung bí sử B đều tiết lộ, sau đó quay sang cầu cứu chúng tôi. Hay ông mua giúp tôi cái thẻ nhớ này 5.000 đồng đi, tôi đã gom được 145.000, chỉ còn thiếu mỗi 5.000 đồng mà phải khổ sở đi nài nỉ hơn cả giờ đồng hồ vẫn chưa được. Mấy em gái bán dâm yêu cầu phải đưa đủ mức giá ban đầu là 150.000 đồng mới được hành lạc. Phần tiền thiếu còn lại 50.000 đồng sẽ cho tôi trả góp mỗi ngày. Tôi là khách quen nên các em tính giá ưu đãi chỉ 200.000 đồng một dù, cách gọi của gái bán dâm cho một lần quan hệ. Sau đó B tiếp tục hướng dẫn rồi giới thiệu về việc hàng ngày B đi mua dâm trả góp một cách rất bài bản. Họ cứ như là người vừa đi vay nợ cuộc mua dâm trước và rồi phải có nhiệm vụ trả tiền thiếu lẫn cả lãi suất. Nhìn vào mặt những vị khách đi mua vui, xem họ thuộc đối tượng nào, tài xế lái xe tải, xe ôm, người lao động phổ thông, bán hàng rong hay bán vé số dạo. Sau đó gái bán dâm chủ động ra giá dao động từ 200 đến 300 ngàn đồng cho một dù đi khách. Tôi là khách quen vì đi nhiều nên được các em ưu đãi giá mềm hơn các khách khác. Em nào sắc đẹp trung bình thì tính tôi 200 ngàn đồng. Các quán khác có em mướt mắt hơn thì lấy tôi 250 ngàn đồng. Quy định giá gốc phải đưa trước là 150 ngàn đồng, còn thiếu lại 50 ngàn đồng thì phải góp thành 60 ngàn. Mỗi ngày góp 10 ngàn đồng. Nếu thiếu đến 100 ngàn đồng thì góp thành 120 ngàn. Cũng mỗi ngày đưa 10 ngàn. B bộc bạch. Chưa dừng lại, B tiếp tục tiết lộ hết những bí quyết riêng của bản thân. Khi chưa thể đóng hết tiền trả góp dứt cho lần mua dâm cũ, nhưng lại muốn được vui vẻ tiếp cho lần mới, cho rằng không thể thiếu vắng lâu. Từ đó, B lại tìm cách trao đổi để được các em đồng ý xóa số tiền nợ cũ, rồi cho góp lại phần tiền mua dâm lần mới. Và như thế, những cuộc mua dâm trả góp cứ mãi tiếp diễn kéo dài hết lần này sang lần khác. Trò chuyện cùng cánh xe ôm, chúng tôi còn ngạc nhiên hơn khi được họ tiết lộ thêm nhiều thâm cung bí sử của hoạt động mại dâm trả góp. Được biết, hình thức mới mẻ này bắt đầu xuất hiện từ khoảng tháng 2 năm 2014. Chỉ trong vòng 2 tháng hoạt động, loại hình này nom đã có vẻ ăn nên làm ra, do đáp ứng đúng nhu cầu và thị hiếu của những khách làng chơi ham vui, nhưng túi thủng. Cái mại dâm cũng chia thành nhiều đẳng cấp. Những ả cao cấp, thông thạo nhiều ngoại ngữ, có ngoại hình ưa nhìn thì được xếp ở chiếu trên. Khách hàng của họ cũng thuộc loại đẳng cấp xế hộp hoặc tay ga. Còn với các cô gái phải bán đời hoa ở phố vẫy, vỉa hè, lề đường thì chỉ cần ít son phấn, vài ba bộ quần áo rẻ tiền nhưng chống trước hở sau là đã có thể hành nghề dễ dàng. Với những cô gái này, khách hàng của họ đa phần là những công nhân nghèo, những sinh viên, đàn ông ít tiền. Vì vậy trả góp là một sáng kiến không tồi trong giai đoạn mọi mặt hàng đem ra kinh doanh đều phải được đầu tư và tính toán kỹ lưỡng như hiện nay. Trao đổi với phóng viên, một người lái xe ôm tiết lộ, không phải chỉ mấy cô ở chân cầu mới có chiêu trả góp này đâu. Giờ khắp thành phố đều có rồi. Tụi nó lan truyền nhanh lắm. Tuy vậy, nếu mấy chú là khách lạ thì họ sẽ không dại gì nói ra dịch vụ này đâu. Cứ nghĩ xem, bọn nó cũng kiếm cơm như mình, ai mà lại thích kiểu trả góp lâu lắc này. Thường thì nếu khách nào than vãn là không có tiền, lúc đó các em mới cho trả góp. Mấy anh xe ôm vé số hàng rong quen mặt như tụi tôi thì vô tư. Cũng theo người lái xe ôm này nhẩm tính, trung bình một đêm mỗi cô gái có khoảng 4 đến 6 cuốc tàu nhanh, mỗi cuốc kéo dài chưa đến 30 phút. Nếu họ chỉ cho khách hàng trả góp thì số tiền thu lại chẳng được bao nhiêu. Khi khoản tiền nộp lại cho bảo kê cũng ngốn của các cô kha khá. Dịch vụ mại dâm trả góp mới nghe qua tưởng chừng như sẽ có lợi cho đôi bên. Gái mại dâm đắt khách, những kẻ mua vui ít tiền sẽ có nhiều cơ hội hơn. Tuy nhiên nhiều ngày tìm hiểu chúng tôi phát hiện dịch vụ này cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro cho cả hai phía. Đối với những cô buôn hương bán phấn, khi nắm trong tay chứng minh nhân dân của khách hàng, các cô cứ đinh ninh rằng sẽ được trả tiền gốc và lãi đầy đủ theo thỏa thuận. Nhưng gặp phải khách ma cô nhận thế chấp nhầm chứng minh nhân dân giả, các cô đành ngậm bồ hòn. Kiều, một gái bán dâm ở chân cầu Thị Nghè kể lại với chúng tôi, tụi em bị lừa nhiều rồi.
nên bây giờ đã cảnh giác để biết cách phân biệt thật giả. Hồi đó mấy đứa bạn và cả em cũng bị mấy ông khách lừa. Nhiều người đem giấy chứng minh đi in màu rồi ép nhựa. Có người thì nhặt ở đâu được cái chứng minh nhân dân rồi gỡ ảnh ra dán ảnh mình vào. Chỗ tụi em đứng thì lờ mờ sáng nên xem không rõ. Thế là dính bẫy mấy ông, xem ra mất trắng tiền công. Căn cứ theo điều 3 pháp lệnh phòng chống mại dâm năm 2003 quy định về giải thích từ ngữ, bán dâm được hiểu là việc một người thực hiện giao cấu với người khác để đổi lại là nhận được những lợi ích về vật chất, có thể là tiền hoặc là những vật chất có giá trị khác. Mua dâm được hiểu là hành vi một người dùng tiền hoặc dùng những lợi ích vật chất khác trả cho một người để được thực hiện hành vi giao cấu. Lợi ích vật chất được hiểu rất đa dạng, có thể là tiền, nhà cửa, xe, trang sức hoặc bất cứ một đồ có giá trị khác. Như vậy, mua dâm bán dâm đều là hành vi giao cấu với người khác. Người mua dâm là người trả tiền để được giao cấu và người bán dâm là người nhận tiền để thực hiện hành vi giao cấu. Hình thức xử lý đối với người có hành vi mua dâm được quy định tại điều 22 pháp lệnh phòng chống mại dâm năm 2003. Người mua dâm tùy theo tính chất mức độ vi phạm mà có thể bị xử phạt hành chính, phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền. Trường hợp người mua dâm biết rõ mình nhiễm HIV mà cố tình không sử dụng các biện pháp an toàn để lây bệnh cho người khác hoặc thực hiện hành vi mua dâm với người chưa đủ 18 tuổi thì có thể bị xử lý hình sự. Đối với hành vi bán dâm, hình thức xử lý đối với hành vi bán dâm được quy định tại điều 23 pháp lệnh phòng chống mại dâm năm 2003. Người có hành vi bán dâm tùy theo mức độ nghiêm trọng có thể bị xử phạt hành chính hoặc áp dụng các biện pháp cải tạo giáo dục tại địa phương, xã, phường, thị trấn. Trường hợp nghiêm trọng hơn có thể đưa đến cơ sở chữa bệnh. Trong trường hợp người thực hiện hành vi bán dâm là người nước ngoài thì có thể áp dụng các biện pháp xử phạt hành chính, cảnh cáo, phạt tiền hoặc trong trường hợp cần thiết có thể áp dụng biện pháp trục xuất khỏi lãnh thổ Việt Nam.